Xin bên chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ làm một cái clip mà cũng không nói nhiều về cái con lọc xì này nữa, mà sẽ chia sẻ với các bác tại sao bên Thắng Cao Audio luôn ghép lọc ở bên dưới con vang. Nhất là vang số các bác nhé, nhất là vang số bên Thắng Cao Audio luôn ghép ở bên dưới con vang. Riêng con lọc, kể cả P-Way 231 này, 2231 này, rồi 231 này, DVX 231 này, 215 này, tại sao bên Thắng Cao lại luôn ghép bên dưới con vang? Nhiều bác hỏi thì làm như thế này nó sẽ rất là khó tinh chỉnh cả cái tiếng mic và tiếng nhạc. Đấy, khi mình hát xử lý. Nhưng mà với bên Thắng Cao Audio sẽ setup làm sao cho cái tiếng mic và cái tiếng nhạc lúc nào cũng hay rồi. Các bác không phải cần phải chỉnh nhạc nữa. Các bác không phải chỉnh tiếng nhạc nữa, vì tất cả các giải tần trên con vang kia đã chỉnh tất cả rồi. Thế chỉ còn dưới con lọc mình chỉ cần thiếu tí gì thì mình thêm tẹo thôi, chứ không cần phải thêm nhiều. Khi em lắp cho tất cả các bác thì hầu như là tất cả những cần này đều khuyến khích là để 50% các bác nhé, đều để 50%. Tại sao để 50%? Thì cái đầu tiên là nó sẽ phát huy hiệu quả, là nhạc sẽ qua lọc, nó sẽ tách bạch âm thanh hơn. Và các bác muốn tinh chỉnh một tẹo thôi, các bác chỉ tinh chỉnh một tẹo thôi. Nhưng mà cái vấn đề chính ở trong này không phải là như vậy mà em ghép lọc ở dưới. Cái điều quan trọng nhất là con vang. Tất cả vang số hiện nay, kể cả vang cơ như các bác thấy. Đấy, như con đây. Như con giới thiệu luôn đấy các bác. Bây giờ những cái dòng vang cơ này nó cũng đã hỗ trợ Opticon rồi, tức là cổng quang rồi. Thế em hỏi các bác, bây giờ em đặt lên đây em hỏi các bác này, bây giờ là nhà TV nhà các bác là dùng cổng quang đúng không các bác? TV dùng cổng quang mà các bác lại cắm xuống lọc trước thì xong đến vang thì cái cổng quang này bỏ đi hở các bác đúng không? Các bác có công nhận với em là nếu mà các bác nắp lọc trước thì sau đó thì cắm xuống vang thì là cái lọc thì các bác lại phải dùng cổng chuyển quang hở các bác, hay là các bác dùng kiểu gì? Người ta sinh ra con vang nó có optical, là các bác cắm vào optical này để mà truyền xuống những thiết bị dưới, truyền xuống ví dụ như là truyền xuống lọc, truyền xuống nâng. Chứ bây giờ các bác mà nhà các bác có tivi cổng quang rồi này, các bác lại phải dùng một bộ chuyển quang, mà các bác lại phải mua, các bác lại đã có con vang có cổng quang rồi, thì em hỏi các bác là bây giờ các bác dùng như thế nào? Hay là lại phải mua thêm cổng chuyển quang để mà cắm vào con lọc này, xong lại con lọc lại đầu AV cắm vào con vang này. Như vậy có, em nói thật, em nói các bác bỏ qua cho em, như thế là dở hơi các bác. Nếu mà như thế là đúng là dở hơi, vì con vang nó có cổng quang rồi thì mình cắm luôn cổng quang vào con vang và từ con vang xuống dưới con lọc. Đấy, như thế mới là chuẩn nhất. Còn đâu nhiều khách hàng hỏi em là tại sao lại cắm như thế chỉnh làm sao được. Các bác nhầm, khi người ta bán cho các bác là người ta sẽ biết cách chỉnh cho các bác rồi. Chứ nếu mà người ta không chỉnh được, người ta sẽ không bán được hàng. Đấy là cái câu ngắn gọn nhất của em. Và đấy, các bác cứ thử nghĩ xem. Bây giờ nhà các bác có tivi, có cổng quang rồi mà các bác lại phải mua thêm cổng quang, các bác cắm vào lọc, xong từ lọc lại cắm vào vang. Như thế đúng là dở hơi, chả ai làm như vậy. Mà người ta sẽ cắm trực tiếp cổng quang vào con vang và từ vang xuống lọc, từ lọc xuống nâng chẳng hạn, hoặc là từ lọc xuống cục đẩy luôn. Như trên này thì em sẽ cắm từ con vang này xuống con lọc, từ lọc xuống cục đẩy, như thế mới là đúng tuần tự. Vì cổng này, cái cổng optical này nó biểu thị cho cả một hoạt động bên trên, ví dụ như từ TV xuống thì cắm vào đây thì xuống thôi, đầu ra này xuống thôi. Chứ người ta không ai xử lý theo kiểu là phải qua bộ chuyển đổi nữa, mà mình mua bộ quyền chuyển đổi khi mà cái vang nhà mình không có cổng quang thì mình mới phải mua bộ chuyển đổi thôi.
chứ còn đôi khi quang đã có chuyển quang rồi, không cần bộ chuyển đổi nữa mà cắm trực tiếp vào van xuống lọc, như thế mới là chuẩn các bác nhé. Đây là một cái mà em muốn nói rất là nhiều các bác rồi, nhưng mà thật ra các bác, nhiều bác thì cứ, em nói thật là các bác cứ hay cố chấp, mà cố chấp như thế thì nó không hay. Thì đảm bảo các bác là có cổng quang, bây giờ tất cả, hầu như tất cả những thiết bị trên thị trường sẽ có cổng quang hết, em dám khẳng định như vậy. Vì cổng quang nó xuất ra âm thanh cực kỳ chuẩn và hay, nó sáng tiếng. Đấy, cắm một cổng quang là xuống bên dưới thôi, chứ không phải qua lọc xong đấy mới vào vàng nữa. Đấy. Đấy, hôm nay em chia sẻ ngắn gọn như vậy cho các bác hiểu là như thế nào là hợp lý, như nào là chuẩn. Và thật ra thì cái cách căn chỉnh con vang số thì mỗi người một kiểu, thì người ta sẽ phải căn chỉnh tốt cho các bác, khi người ta bán cho các bác là người ta phải căn chỉnh tốt cho các bác, không để tình trạng hú là cái thứ nhất, cái thứ hai là echo phải hay. Đấy, và các bác có thể tinh chỉnh được music echo này, mic echo chuẩn các bác nhé. Đấy, rồi là một cái video ngắn gọn như này thôi. Cảm ơn các bác đã xem video bên em. Mời các bác đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Các bác ấn chuông để nhận được những thông báo về những video các bác nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau. Chào tất cả các bác.